Ok, và xin chào toàn thể các bác lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Hoàng Audio. Và trong ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên các bác những bộ dàn karaoke chính hãng của EB đang được giảm giá khuyến mãi khá là sâu trong chương trình 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Và hiện tại thì bên em thông báo luôn chương trình áp dụng siêu ưu đãi, siêu khuyến mãi và siêu quà tặng thì sẽ được áp dụng đến hết ngày mùng 1 tháng 5 đối với những cấu hình combo karaoke mà bên em thông báo ở trên kênh. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì bên em muốn lên cho các bác một cấu hình dưới 20 triệu và đang được có cái mức giá cực kỳ ưu đãi. Và đặc biệt trong cấu hình combo karaoke này được tặng kèm thêm một bộ mic VK521 trị giá lên tới 3 triệu đồng. Đây là một trong những phần quà cực kỳ là giá trị từ trước đến nay mà EB Pro gửi tặng đến toàn thể các bác trong chương trình đợt này. Và hiện tại thì đối với những dòng sản phẩm như DAC-X36, một trong dòng sản phẩm đẩy liền vang công nghệ số cao cấp nhất của EB, đang được giảm giá khuyến mãi cực kỳ là sâu, giảm giá khuyến mãi lên tới 1 triệu 500 nghìn đồng trên một sản phẩm này, giảm giá từ 10 triệu xuống chỉ còn có 8 triệu 500 nghìn đồng đối với dòng sản phẩm DAC-X36 tích hợp vang số. Dòng sản phẩm này thì cho ra rất nhiều những chế độ chức năng hiện đại này, như cổng quang, Bluetooth, USB đầy đủ toàn thể bác luôn. Và đặc biệt là chế độ chống chập chống cháy đã có trong được dòng sản phẩm DAC-X36. Chế độ chống hú rít thì gần như là tuyệt đối này. Và có cả chế độ có cả con chip chế độ đầu phân giải cho ra cái chất âm thanh và cũng như là rất là ngọt ngào. Và đặc biệt là con chip vang nhại của nó đối với dòng sản phẩm DAC-X36 thì quá là tuyệt vời rồi. Có hát karaoke khi điều chỉnh chi tiết và cũng như tinh chỉnh chi tiết thì đây là một trong những dòng sản phẩm quá là tối ưu. Dòng sản phẩm DAC-X36, công suất của nó cho ra thì có thể các bác chơi thoải mái hai cặp loa full bass 30 các bác nhá. Đối với dòng sản phẩm này thì sẽ có hai màu cho các bác lựa chọn, một là màu vàng gold, hai là màu đen. Đối với dòng sản phẩm này thì các bác nào muốn săn đón trong chương trình siêu rãi siêu tri ân này thì các bác cứ nhanh tay liên hệ của bên em, sẽ được có được cái mức giá giảm giá từ 10 triệu xuống chỉ còn có 8 triệu 500 nghìn đồng. Và đặc biệt số lượng chỉ có hạn và thời gian giảm giá khuyến mãi chỉ áp dụng đến hết ngày mùng 1 tháng 5 các bác nhá. Bắt đầu sang ngày mùng 2 tháng 5 thì bên em sẽ dừng những mức giảm giá khuyến mãi và quay lại cái mức giá gốc của nó là 9 triệu 500 nghìn đồng với cái mức giá niêm yết hiện tại bây giờ của EB. Và tiếp đến là dòng sản phẩm những cặp loa F931. F931 đây là một trong những cặp loa trong phân khúc tầm trung của EB, cho ra cái hình thức chất lượng âm thanh cho ra cũng quá là tuyệt vời trong cái phân khúc tầm tiền 6 triệu 900 nghìn đồng. Mức giá niêm yết của EB là cho ra ở trên trang web và hệ thống của EB là 8 triệu đồng trên một cặp loa F931, nhưng mà đang được giảm giá khuyến mãi xuống chỉ còn có 6 triệu 900 nghìn đồng. Sở hữu cho mình là 6 đường tiếng, 1 bát 30, 2 trung, 2 tép giấy và 1 tép kèn. Chất lượng âm thanh cho ra quá chi tiết các bác nhá. Đối với dòng sản phẩm F931 thì hình thức của nó xung quanh sẽ tất cả là một lớp sơn vân gỗ lu rất là sang trọng luôn. Đối với dòng sản phẩm F931, đây là một trong những cái phân khúc tầm trung cho ra của cặp loa này. Cặp loa trong phân khúc tầm trung đầu tiên của EB với hình thức thiết kế cho ra quá là hoàn chỉnh rồi. Hình thức thiết kế sang trọng vân gỗ lu này, tất cả những cái viền xung quanh của bát trung và chép đều được mạ vàng rất là đẹp luôn, rất là nổi bật đối với cặp loa F931 này khi các bác trưng bày ở trên kệ. Và đối với dòng sản phẩm này thì nó đáp ứng đủ mọi nhu cầu tổng thể các bác luôn, hát karaoke, trưng bày và nghe nhạc quá là ổn đối với một cặp loa chỉ với 6 triệu 900 nghìn đồng. Với dòng sản phẩm này thì rất nhiều đường tiếng rồi, như em đã nói là 6 đường tiếng. Và đối với phần tép kèn này và cũng như là 2 tép bổ trợ và một con trung trong cái giải tần trung giải tần thấp này và trung giải tần cao thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời trong dịp thời điểm hiện tại này cho toàn thể các bác. Khi các bác muốn sở hữu những cặp loa mà nó đáp ứng đủ mọi nhu cầu toàn thể các bác là như vậy. F931 hình thức thiết kế quá đẹp rồi. Các bác nào mua lẻ sẽ có mức giá là 6 triệu 900 nghìn đồng trên một cặp các bác nhá. Tiếp đến là một trong những dòng sản phẩm súp quốc dân, súp bát 40 với model là 1520 Pro. Đây là một trong những phiên bản đang rất là hot ở thời điểm hiện tại này cho toàn thể các bác luôn. Đối với dòng sản phẩm 1520 Pro thì đây là một trong những dòng sản phẩm EB Pro cho ra mắt cách đây khoảng tầm hơn một năm nay rồi. Cũng khá là lâu rồi, cũng chưa được đến một năm, em nhầm nhá. Từ những cái phiên bản 1520 thường đến 1520S và tiếp đến là 1520 Pro. 1520 Pro thì là một phiên bản nâng cấp cao cấp nhất, cho ra mắt cách đây được khoảng tầm 4 đến 5 tháng nay, gọi là lửa năm. Dòng sản phẩm này thì nó đã đáp ứng đủ mọi nhu cầu toàn thể các bác ở trong cái giải tần thấp. Tại vì dòng sản phẩm này cho ra cái tiếng bass của nó cực kỳ là chắc và cũng như là rất là sâu tiếng luôn, riêng dòng sản phẩm này. Và đối với dòng sản phẩm súp chính hãng của EB thì các bác hoàn toàn yên tâm về những cái chất lượng này,
và những cái chế độ chính sách bảo hành của dòng sản phẩm này. Bảo hành lên tới 2 năm và hỗ trợ bảo hành trọn đời, đặc biệt đối với những dòng sản phẩm súp chính hãng của EB. Dòng này thì tại vì sao EB lại Pro lại cho ra với những cái chế độ chính sách bảo hành tốt như vậy? Tại vì dòng sản phẩm này tất cả những linh kiện của nó đều là làm được linh kiện chân đồng 100% và tất cả là nguồn xuyến đồng 100% các bác nhá. Đối với dòng sản phẩm Super 520 Pro thì công suất của nó khá là lớn. Công suất dao động từ 1000W lên tới 1500W là công suất max tối đa các bác nhá. Dòng này dòng súp điện này hơi lên quá là tiện lợi rồi và đang được giảm giá rất là sâu, giảm giá từ 4.6 xuống chỉ còn có 4.300.000 đồng đối với dòng sản phẩm 520 Pro. Dòng này thì đang được các bác lựa chọn và tin dùng rất là nhiều rồi. Nguồn xuyến đồng 100% toàn thể bác luôn. Dòng này thì cân nặng của nó rơi vào tầm khoảng 36 đến 40 cân các bác nhá. Đối với dòng sản phẩm 520 Pro. Đấy là khi bên em đóng gói vào kỹ càng thì đối với dòng sản phẩm này thì nó rơi dao động khoảng tầm 35 cân. Đấy nên các bác nào mà có muốn bên em thông tin chi tiết về những cái phần chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của nó thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua bên em để được bên em tư vấn chi tiết. Và tổng giá trị cấu hình combo này là chỉ với cái mức giá là 19.700.000 đồng thôi. 19.700.000 đồng cho một cấu hình combo karaoke quá là tuyệt vời. Các bác nào mà có muốn bên em tư vấn chi tiết với những dòng sản phẩm này, với những cấu hình combo phù hợp nhất trong không gian gia đình của mình để chơi trong dịp thời điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tại không gian gia đình của mình thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua bên em để được bên em tư vấn chi tiết và giúp các bác lựa chọn được những cấu hình combo phù hợp nhất và hợp lý nhất trong không gian gia đình của mình. Đối với cấu hình này, đẩy liền vang DACX36, một cặp loa F931 và một con súp bát 40 phân khúc tầm trung, tổng giá trị là 19.700.000 đồng, chưa đầy 20 triệu đồng, và được tặng kèm ngay một bộ mic VK51 trị giá lên tới 3 triệu đồng, một trong những phần quà rất là giá trị ở thời điểm hiện tại này của EB dành tặng đến toàn thể các bác khách hàng. Các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ trực tiếp qua bên em và bên em vẫn hỗ trợ lắp đặt tại nhà khoảng bán kính 100 km đổ về đối với những cấu hình combo karaoke này. Các bác nào muốn bên em kịp thời để chơi 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua bên em để được bên em hỗ trợ và cũng như là lắp đặt tại không gian gia đình của mình các bác nhé. Và xin mời các bác cùng thưởng thức cái chất lượng âm thanh cho ra của cấu hình combo karaoke này, nó chất lượng và tuyệt vời thế nào các bác nhé. Xin mời các bác cùng thưởng thức.